Tìm người đã đến tòa án nhân dân huyện có nhiều cán bộ nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 25 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người đến trụ sở tòa án nhân dân huyện này từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 10. Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đề nghị tất cả những người đã đến tòa án nhân dân huyện Quốc Oai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch. Tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như ho, sốt, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Đến sáng ngày 25 tháng 10, huyện Quốc Oai ghi nhận tổng số 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm nhiều cán bộ tòa án và công an huyện Quốc Oai, và hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người ngoài huyện liên quan đến chủng ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Qua điều tra đã truy vết được 269 trường hợp F1, 760 trường hợp F2. Hiện huyện Quốc Oai đã tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn môi trường, tạm thời phong tỏa, cách ly y tế đối với 12 hộ dân xung quanh gia đình có F0 nghi ngờ, gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với COVID-19. Đồng thời ban hành quyết định phong tỏa, cách ly 5 khu vực là nơi ở của các trường hợp F0, tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trường Trung học phổ thông Quốc Oai điểm cũ và trường Trung học phổ thông Quốc Oai mới huyện Quốc Oai đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các kịch bản ứng phó trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 4.166 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.615 ca. Số ca mắc đã được cách ly là 2.551 ca.